lũa nó hất lên, hất lên này nó hút hết luôn. Ở gần người ngồi mình đưa vô chứ không, chứ đâu biết cái cách sử dụng nữa nào đâu. Thử luôn đúng không? Hút mà cái ống nó giật giật luôn mà. Cách này thử máy hút còn. Long vũ thì hút thoải mái rồi. Long vũ thì hút ok. Tùy từng cái mã hàng làm. Cái này hút bụi thôi. Hút bụi thì khỏi chê luôn. Làm cái bánh xe. Này nó hút tóc hành luôn. Này là hút bụi là tóc hành luôn á. Này là hút gòn nè. Gòn này mình cho mút này vô là nó bung dữ lắm à. Có mút nó mút xay bỏ vô nè. Nó bung kinh khủng lắm à. Bung mà nó lợi nữa. Cái đó là để chỉnh áp lực của cái ben đó, ben kéo là cái xuống á. Miếng tầng không hết mấy triệu à. Cái tầng đó là xài ngon luôn, áp lực là chạy thoải mái luôn đó. Máy thổi bông motor super light luôn, bao cho mấy anh chạy luôn, mát rữ luôn. Con này chạy suốt ngày được mà, không bao giờ nóng. Cái ấm quá nóng vậy trơn, trời nó mát vậy hoài luôn. Nó có cái ngăn cách gió luôn. Con này em cân bằng động hết rồi, chạy im ru à. Nó không có dời cái máy đi đâu. Anh thấy anh chạy hồi nãy tốc độ cao cái đó mà nó đâu có rung máy luôn gì đó không. Đây thì dân cơ khí mà. Làm phát một được luôn. Cái đó đạp lên mở cái bên nó cắt cái lưỡi gà ra. Khi nào mình ví dụ mình ta lấy cái gối ra mình thả lên chứ không thôi nó gòn nó bay tá lại mình sao đúng không? Nó phải đuổi xuống rồi, nó phải từ hát chứ. Ừ, đúng rồi. Ok, rồi cảm ơn mọi người. Có máy tiện mấy đồ này đủ ở đây làm được hết. Số chừng cỡ 52 à. 52 54 à. Em trước kia thì em chạy tầm 55. Đó 55. Cái máy này cái motor đánh lớn thì có khả năng 50 là được. 45 thì nữa. Vivo đúng không? Mạnh lắm. Tại cái cánh này là em làm cái dạng cánh ép. Cánh ép gió. Rồi cảm ơn mọi người đăng ký kênh nha.